Huấn luyện viên Leon Jin đã có mặt tại Việt Nam và một nguồn tin cho rằng nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời, huấn luyện viên Leon Jin sẵn sàng trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị các bạn, là mới đây thì huấn luyện viên Leon Jin cùng với gia đình và bạn bè đã sang Việt Nam đi du lịch và huấn luyện viên Leon Jin cũng đã trở về Hàn Quốc vào tối ngày hôm qua, mùng 10 tháng 4 năm 2024. Và theo thông tin từ một người gặp huấn luyện viên Leon Jin trong suốt thời gian vừa rồi và cũng là người làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Leon Jin trong giai đoạn 2017 đến 2022 có tiết lộ cho Vlog Minh Hải là hiện nay huấn luyện viên Leon Jin vẫn chưa nhận công việc gì và thầy rất yêu Việt Nam và nói rằng cơ hội rất lớn nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngỏ lời mời, huấn luyện viên Leon Jin có thể sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Và thật trùng hợp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cũng coi huấn luyện viên Leon Jin là một ứng cử viên. Các bạn hãy cùng like, thả tim và follow Vlog Minh Hải để nhận mọi thông tin mới nhất.